Chào các bạn, bếp chiên nhúng trên thị trường hiện nay đang được chia ra làm hai loại nhiên liệu chính. Đấy là bếp chiên nhúng sử dụng điện và bếp chiên nhúng sử dụng ga. Hãy cùng tôi tìm hiểu về ưu điểm cũng như là nhược điểm của từng loại trong video này trước khi đưa ra quyết định chọn mua nhé. Thứ nhất là khả năng chiên. Về cơ bản thì hai loại bếp này được thiết kế tương đồng với lại xoong hay là nồi thông thường, nên ta có thể chiên được hầu hết các món mà chúng ta vẫn thường xuyên chiên, như là gà rán, khoai tây hay là xúc xích. Tuy nhiên thì có một sự khác biệt giữa bếp ga và bếp điện. Đấy là với bếp điện ấy, thì dưới đáy khoang chiên sẽ có một bộ phận thanh nhiệt nên sẽ không được phẳng và trống giống như là bếp chiên ga. Thế nên khi ta cần chiên các món như là nem rán hay là chả lá lốt chẳng hạn, thì ta sẽ phải sử dụng giỏ chiên thay vì để trực tiếp xuống dưới đáy nồi như là khi chiên bằng chảo hay là bếp chiên ga, thì ta sẽ phải xếp chúng vào giỏ chiên rồi nhúng xuống dầu ăn. Khi chín thì ta có thể nhẹ nhàng nhấc lên rồi xếp ra đĩa rất là dễ dàng. Và tất nhiên khi bạn mua bếp chiên điện hay là bếp chiên ga thì đều được tặng chiếc giỏ này nhé. Thứ hai, thiết kế, kích thước và dung tích lựa chọn. Đầu tiên, với bếp chiên ga, ta có thể dùng mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên thì đi đâu ta cũng sẽ phải mang theo một bình ga, nên sẽ khá tốn về mặt diện tích. Còn bếp chiên điện thì nhỏ gọn, ta có thể đặt tại bất kỳ đâu, nhưng công suất khá là lớn, nên yêu cầu nguồn điện phải đủ khỏe, đủ ổn định để quá trình chiên được tốt nhất nhé. Về dung tích lựa chọn thì cả hai loại bếp này đều có đầy đủ các dung tích phù hợp với mọi nhu cầu, từ bếp chiên đơn 6 lít, bếp chiên đơn 12 lít cho tới bếp chiên 2 ngăn mỗi ngăn 6 lít. Thứ ba, chi phí sử dụng. Có một điểm khác biệt giữa hai chiếc bếp này, đấy là bếp chiên ga sẽ tiết kiệm dầu hơn so với bếp chiên điện. Bởi bếp chiên điện ý, ta sẽ phải mất một lượng dầu tối thiểu để làm ngập hết thanh nhiệt, còn tất nhiên bếp chiên ga thì không rồi. Tuy nhiên thì khoảng chênh lệch đó cũng không quá lớn để bạn phải cân nhắc giữa việc lựa chọn bếp chiên ga hoặc là bếp chiên điện. Còn về mặt nhiên liệu tiêu thụ thì bếp chiên điện sẽ tiết kiệm hơn so với bếp chiên ga. Bởi bếp chiên điện, thanh nhiệt sẽ được đặt ngâm trong dầu và làm sôi dầu một cách trực tiếp. Còn bếp chiên ga sẽ phải mất nguyên một khoảng nhiệt để làm nóng khoang chiên, và nhiệt cũng dễ bị thất thoát hơn. Vậy nên bếp chiên điện sẽ đạt hiệu quả hơn về việc tối ưu nhiên liệu. Ngoài ra thì giá điện và giá ga cũng khác nhau và biến động, nên chi phí tiêu thụ nhiên liệu của hai chiếc bếp này cũng khác nhau. Và như theo dõi của chúng tôi thì khi chiên cùng một khối lượng, bếp chiên điện sẽ tiết kiệm hơn đâu đó khoảng 15-20% chi phí nhiên liệu so với bếp chiên ga. Và nếu bạn vẫn còn đang băn khoăn về chi phí sử dụng thì tôi nghĩ đây cũng là một con số mà các bạn cần phải cân nhắc và lưu ý trước khi chọn mua. Thứ tư, cách vệ sinh, sử dụng. Nhìn chung, cả hai mẫu bếp này đều được làm toàn bộ bằng inox. Các bộ phận ta hoàn toàn có thể tháo rời, nên việc vệ sinh sẽ rất dễ dàng. Đặc biệt, với bếp chiên ga ấy, ta chỉ cần vệ sinh mỗi khoang chiên thôi. Trong khi bếp chiên điện thì ta sẽ cần phải vệ sinh thêm cả thanh nhiệt nữa. Nên về mặt vệ sinh thì bếp chiên điện sẽ phức tạp hơn một chút. Còn về cách sử dụng thì cả hai mẫu bếp đều khá là tương đồng với nhau. Với bếp chiên điện thì chỉ cần cấp điện là có thể dùng được ngay. Còn bếp chiên ga cũng chỉ cần cấp ga là dùng được ngay lập tức. Cả hai mẫu bếp đều có cái cách điều chỉnh nhiệt độ khá là dễ dàng. Tuy nhiên thì các tính năng như là cài đặt nhiệt độ cụ thể hay là hẹn giờ chẳng hạn thì chỉ có trên bếp chiên điện thôi. Còn bếp chiên ga thì chỉ có ở các mẫu bếp cỡ lớn và có giá thành đắt. Vậy nên về cách sử dụng thì bếp chiên điện sẽ dễ dàng hơn. Cuối cùng, giá thành của từng loại. Nói về giá thành thì bếp điện sẽ rẻ hơn khá nhiều so với bếp ga, bởi các ưu điểm của nó cũng như là chi phí hoạt động rẻ nên nó được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Kéo theo đấy là có rất nhiều nhà sản xuất đứng ra để sản xuất dòng bếp này với rất nhiều lựa chọn khác nhau. Vậy nên để sở hữu một chiếc bếp chiên điện thì bạn chỉ mất đâu đó khoảng từ 600 ngàn cho tới 2 triệu đồng, tùy theo kích thước cũng như là chất lượng của bếp như thế nào. Còn với chiếc bếp chiên ga thì mức giá sẽ cao hơn khá là nhiều. Cụ thể với chiếc bếp có dung tích nhỏ nhất là chiếc bếp 6 lít thì mức giá cũng phải lên tới hơn 2 triệu đồng rồi, bởi cấu tạo phức tạp cũng như là vật liệu cấu thành dày dặn và cứng cáp hơn,
nên việc giá thành cao như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi đúng không ạ? Tóm lại, cả bếp trên ga và bếp trên điện, ta đều có thể chiên được đa dạng các món như khi chiên bằng chảo dầu thông thường. Tuy nhiên thì bếp trên ga sẽ tiện hơn bởi đáy khoang chiên phẳng. Nhưng bếp trên điện cũng rất là dễ dàng bởi ta có thể sử dụng giỏ chiên. Về thiết kế, kích thước thì bếp trên ga sẽ tiện lợi hơn bởi có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, nhưng luôn phải mang theo một bình ga nên là khá tốn diện tích. Còn bếp trên điện thì nhỏ gọn nhưng yêu cầu nguồn điện phải đủ khỏe và luôn luôn ổn định. Về dung tích lựa chọn thì cả hai mẫu bếp này đều có đầy đủ các dung tích phù hợp với mọi nhu cầu. Về chi phí hoạt động thì bếp trên ga sẽ tiết kiệm dầu hơn nhưng lại tốn nhiên liệu sử dụng hơn bởi nhiệt độ không làm nóng dầu ăn một cách trực tiếp và dễ bị thất thoát hơn. Về giá thành thì bếp trên ga cũng sẽ cao hơn bởi cấu tạo phức tạp, vật liệu cứng cáp hơn, trong khi bếp trên điện chỉ có mức giá từ 600.000. Và nếu bạn có câu hỏi gì cho chúng tôi thì có thể để lại bình luận ở phía bên dưới. Và nếu bạn cần đặt mua cũng như là tìm hiểu thêm về những chiếc bếp này thì có thể liên hệ tới số điện thoại 0896 904 904 tại khu vực miền Nam và 0896 905 905 tại khu vực miền Bắc, hoặc có thể truy cập vào website maythailong.com. Và cũng đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Máy Thái Long để đón chờ các sản phẩm tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.